Innova màu bạc, Innova màu bạc 2019, 2019 anh chị. Mà cái xe này nó có một cái đặc biệt, đặc biệt rất là lớn là xe này nó chạy đúng 70.000, năm vỏ theo xe và sơn green là 95% trở lên. Sơn green muốn hết xe luôn, cản trước, cản sau chưa sơn luôn. Cái máy của nó mới tinh bảy màu luôn anh chị. 2019 màu bạc, số sàn thì nó có 19 thì nó có túi khí an toàn 7 túi thẳng ABS cân bằng điện tử nó hơn được cái 2018 là nó có 7 túi khí an toàn nha anh chị xe này có nghĩa là tâm bán theo cái km và chất lượng xe chứ không phải là bán theo cái xe 219 với km này và chất lượng xe này thì bây giờ anh chị có thể đi tìm rất là khó luôn tâm bán xe này cho anh chị là 538 triệu 538 triệu 2019 mà chạy chỉ mới có 70.000 xịn 70.000 xịn nó khác với 70.000 tua nha anh chị mấy cản này chưa tốt luôn nó hơi hở xíu tí về tâm kéo lên mới mua xe này mới mua cái đèn của nó nó sáng trời ơi, nó sáng sáng đúng mức luôn nhìn cái đèn là mình biết cái xe nó nó dở mà nó xịn anh chị cái máy của nó mới khủng luôn xe này màu bạc nha anh chị mấy cản này chưa tốt luôn nè à. nè anh chị thấy không chưa sơn luôn còn y luôn ha đó dài 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 hôm nay còn y luôn ha xe này sơn riêng là trên 95 phần trăm nha anh chị sơn riêng 95 phần trăm đây vỏ nè chín nè 5 cái riêng hết xe mới lắm anh chị ạ à. heo đĩa nè nó mới xanh luôn đĩa nè vỏ nè vỏ còn dày cuối luôn 70.000 xin, 70.000 chuẩn, bao chết hãng. Đi đường đi gần không à nên cái vỏ nó chưa có mòn. Xe này thật ra cỡ nói 40.000 cũng cũng được nữa, nhưng mà tao bán cái xe cho nó thật là chuẩn. Được lên đồ chơi rồi, màn hình cam trước, cam sau, màn hình Android rồi. Nội thất rất là mới. Trần lên 5D luôn rồi anh chị, ghế bọc da. Sản xuất 2019 năm trăm ba tám triệu xe này nếu trước kia thì nó khoảng sáu trăm hai anh chị nay là nay giá tốt lắm rồi sau hai sau ba mới có xe cách đây vài tháng rồi chưa được năm đâu vài tháng thôi mà hôm nay nó là năm trăm ba mươi tám triệu à, anh chị có thể mua xe khác rẻ hơn xe này khoảng hai nhưng mà đi tìm con xe bảy chục ngàn xịn như vậy là không có nha anh chị bảy chục ngàn xịn nó rất là rất là khác biệt với bảy chục ngàn tua tua km thì nói làm gì nè công tắc nè ờ cái xe nó mới tâm bao mới luôn ha nè anh chị nhìn cái cục số nè không cục số mới tin luôn nè còn mà không là cái cục số này nó bóng như đầu ông sư vậy đó cục số nó mới tin nè găng guốc nè mới lắm cam ve màn hình đầy đủ cam trước cam sau túi khí an toàn gồm có 7 túi là trên cột này có nè ipad là túi khí cột trái cột phải cột giữa cột sau có hết qua lăng nào nè túi khí nè đó anh chị thấy không mới lắm xe này tâm bao mới bao đẹp bao xuất sắc bán cho anh chị là 538 triệu nha xe này là bây giờ điếm hiếm đi kiếm rất là hiếm bởi vì đa phần là Innova người ta chạy nhiều người ta đi dịch vụ chứ không có ai đi gia đình như cái xe này hết á dịch vụ là chạy trăm mấy hai trăm ngàn rồi kéo đồng hồ này nọ nọ kia tại cái dòng xe này sản xuất ra đa phần là sử dụng dịch vụ mà còn người sử dụng gia đình người ta đi số tự động số sàn ít lắm nói chung là cái gì cũng có hết á nhưng mà ít đây là xe gia đình đi mới mới tin chất xe thì thôi rồi luôn tuyệt vời cần 5 đời này thì nó chuyện nhỏ xíu à anh chị không thích trần năm đời ở tâm giờ anh mua xe này anh không thích trần năm đời nói tâm tiếng tâm bọc lại trần riêng cho 4 triệu bạc làm một buổi là xong, bốn triệu đến bốn triệu rưỡi, làm riêng lại là như ban đầu lúc mới mua trong hãng luôn. Thì anh chị đừng có lo về cái vấn đề trần năm d nữa nha, cái đó coi như là chuyện nhỏ xíu. Nhưng mà cái trần năm d để tâm nói luôn, mình đi mưa là nó êm, lắm. nó không có, nó không có nghe tiếng mưa dột, à, mưa mưa rội xuống chứ không phải là mưa dột, không có nghe tiếng nước mưa rội vô cái cái môi. rồi đi ngoài nắng á để xe ngoài trời là nó không có bị nóng nó có hai cái lợi thế đó nè nhìn gầm sườn nè mới không ốc mà con ốc còn chấm sơn á còn chấm son luôn á gầm sườn bọng về rồi nè mới tinh nè xanh um luôn vỏ lớp nè về cui 70 chục ngàn xịn lên chị đẹp lắm xe đẹp xuất sắc gầm nó mới lắm xe này là thành phố tây ninh giỏ vỏ, vỏ heo xe nè gỡ heo xe nè gầm nè gầm xuất sắc luôn ốc tán nè chưa mà chưa có rửa gầm gì hết nha rồi cái máy nó mới lắm anh chị máy rất là mới cửa cốp cabo là chưa mở nước sơn green là riêng hết luôn á chỉ có tút rất là ít tút cản sao một chút xíu thôi mà tút ít lắm thì không có xe nào mà phần 100% nước sơn rin là nói bậy xe này còn khoảng được khoảng 95% mà là nước sơn rin đó rin hết mình phòng độ thẳng băng à. nước sơn rin hết đẹp lắm à, tâm bán cho anh chị là 538 triệu anh chị cứ uh, xem nhiều xe đi rồi đúc kết lại rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng thì mình sẽ mua được cái xe tốt nha chứ đừng có nghe vậy cái ừ ôi thôi cao quá không coi ổn cứ coi đi lấy được thì lấy rồi bắt đầu mình coi xe chỗ này là xe chất lượng vậy nè giá bên tâm bán là 538 nè rồi đi coi những xe khác nữa coi chất lượng tương tự hay là yếu hơn hay là tốt hơn rồi giá thì hãy đưa ra quyết định tại vì ví dụ xe này mà 5 50 triệu thì mình mua đại mua đột cũng được Đó. thì có sao chịu vậy còn đây là tới 500 mấy chục triệu luôn thì anh chị một cái tài sản này có thể là dành dụm một hai chục năm mới có anh chị phải cân nhắc hợp lý vừa ý rồi quay lại chốt cũng được coi ở đây chạy thử ở đây rồi đi coi thêm vài nơi nữa mình đúc kết ra coi chất lượng xe, giá thành, coi chỗ nào là phù hợp nhất rồi mình hãy đưa ra quyết định. Nói ngày xưa tâm cũng làm như vậy ha. Ai cũng vậy hết, tiền mà ai không sót anh chị. Mua đúng của thì nó 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 đưa vô mua đúng của thì nó là hiệu quả, nó là giá trị, mua trặc của thì nó sai lầm. Nó buồn, nó bật, nó mất giá trị. Bởi vì mình mình mua sai lầm mà. Xe này ốc mới lắm. 538 nha anh chị. Nếu anh chị đi tìm xe đẹp thì lại mua xe này còn nếu anh tìm anh chị tìm xe rẻ thì không phải là xe này nha, là mua xe khác chứ không phải mua xe này. Xe này rất là đẹp. bảo đảm với anh chị là đi chết hãng nha. Sai là bên tâm chịu nha. Bao cho anh chị năm vỏ theo xe còn dày dập luôn. Vỏ theo xe còn rất là dày. Và êm ru cái máy chạy thì miễn bàn 2019 Chủ chạy rất là hay. Năm vỏ giữ còn nguyên luôn, chưa thay cái nào. Không, à, rõ ràng minh bạch. Không có tầm bậy bạ ở đây nha coi cái gầm sườn nè đó chị thấy không có xe nào mà gầm sườn nó mới cỡ đó không cái xe này phải nói là đẹp đẹp rất đẹp đó anh chị tâm đánh giá xe này khoảng được 9 điểm trở lên à, hình dung vậy cho anh chị mình dễ dễ tính ha khoảng 9 điểm trở lên cho con in đời 2019 số sàn số sàn 2019 70.000 cây số full lịch sử sơn riêng là trên 95 phần trăm đó, mình thùng là sơn riêng hết cái máy của nó mà coi mà không mê nữa thôi cái máy bao mới luôn vô lăng là chưa có vô lăng cần số là chưa có dấu hiệu một tí gì gọi là mòn luôn màu này là màu bạc nha anh chị tâm bán 538 triệu anh chị lưu ý giúp tâm tiền nào của đó mua xe xài cả đời thêm 10 20 triệu nữa mua con xe rõ nét chứ đừng có rẻ hơn 10 triệu 15 triệu về ăn tiêu hết nhưng mà không có được cái xe cọp gì đâu anh chị ơi tầm tuần bán 52 nè 501 nè 5, 505 nè 500 nè đó chứ không phải không có đâu nhưng mà cái xe này nó dữ dằn lắm anh chị nhìn cái đèn nè đèn nó cỡ này thì cái xe nó có đẹp không anh chị cho tâm coi cái đèn thôi tâm biết cái xe nó nó nó, nó tốt hay là nó không tốt luôn đó. với điều kiện là cái đèn phải theo xe đừng có thay nha thay cái đèn mới tinh kêu tâm coi là bó tay đèn theo xe là nó còn trong veo well vậy nè đó thì cái số nó mới chuẩn được còn cái đèn theo xe mà cái đèn nó rạn hết rồi nó vàng ươm hết rồi mà hô 70.000 thì thôi vứt đi nè anh chị nhìn 70.000 nè nhìn cái chung dầu nè thấy chưa đó đó chị nhìn đi nó mới trượng hạn mới lắm nè ốc nè thấy không chung dầu nè trời nó mới mới đúng mức con chị ốc còn chấm son hết một trăm phần trăm là mới khen luôn xe này tâm bao cho những cái ông mà ông mà lớn tuổi mà già mà khó tính khó tính nhất luôn đi lại coi xe này cũng chịu nữa cho những người khó nhất luôn có hai phương án một là mua xe này hai là đi mua xe mới chỉ vậy thôi chiếc xe này là không có điểm chơi chẳng thấy điểm nào để chơi luôn nó tuyệt vời làm sao luôn anh chị ơi nó tuyệt vời dùng từ tuyệt vời đi ha nó vừa cái bụng nó ưng cái cái mắt mà chạy lên cảm giác nó êm lắm à, anh chị nhìn này cục abs nè trời ơi, nó mới tinh nè à. thấy mới không mới vậy thôi chứ mới hơn nữa là không có rồi mới lắm chưa có mở con ốc nào hết rồi à. từ đầu tới đuôi luôn mấy con ốc ở dưới tuốt 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 dưới kia cũng còn chấm sơn tùm lum hết anh chị thấy không? đó bát rồi còn vàng ươm hết là cái chỗ vị trí thấp nhất đó. cái vị trí thấp nhất mà nó còn mới vậy đó, chứ đừng nói xe này đẹp lắm thành phố tây ninh mà đường nhựa không à đi thì đâu có bị một tí xíu nào mà nước đắt đỏ hay là sình lầy gì đâu đường nhựa không à nên cái xe mới dữ lắm anh chị vỏ mà chạy 70 ngàn mà nó y như là ba bốn ngàn vậy đó cái vỏ đó nó mới vậy đó thì hỏi sao mà cái xe nó cũ được xe này tâm quá quá vừa ý luôn anh chị ơi anh chị mua về xài thì lên lấy cái xe này nha bảo đảm anh chị sẽ hài lòng bảo đảm nếu mà anh chị lên mà không có đúng như tâm mô tả trong cái video hồi nãy giờ tâm xin gửi lại một triệu đến 2 triệu cho anh chị đổ xăng đi về đó bảo đảm với anh chị luôn cái xe tốt chuẩn chất lượng rin hết không một tí lỗi nào hết đừng có nói tới lỗi nói về chất lượng đi xe này tâm đánh giá là được 9 điểm trở lên 9 điểm trở lên đó tuyệt vời mới tin không có gì để tả luôn nó quá hoàn hảo chị quá hoàn hảo quá tuyệt vời 538 triệu bao rút hồ sơ nha anh chị nha đó anh chị cứ đến xem xe thực tế tại công ty ô tô Di Tâm theo địa chỉ là gần quỹ ban xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương còn nếu như mà đi bằng Google á à, à, quên nữa tâm quên một cái điều quan trọng nhất là xe này à, hôm nay là tháng 10 rồi hai tháng nữa đi đăng kiểm lại nếu như trường hợp à, tam sẽ đăng kiểm cho anh chị luôn cũng được không sao hết nha đăng kiểm mới cho anh chị luôn đăng kiểm 2 năm luôn Tại còn phải hai tháng nữa đi đăng kiểm mà xe này mới tinh lên chưa rất là mới à, gặp cái xe này thì không thể chơi được không có điểm chơi luôn quá hoàn hảo quá tuyệt vời 538 triệu bao rút hồ sơ Sơn Rin là 90, 95% Xe này tâm đánh giá là trên 9 điểm à, Cái máy mới 7 màu luôn Nội thất thì bọc lại ghế da làm sạch bóng hết rồi Và lên full đồ chơi rồi Mình thùng thì thẳng băng, nước sơn thì tuyệt đẹp Chất xe thì không có gì để tả, nó quá hoàn hảo, nó quá tuyệt vời và anh chị có nhu cầu mua xe này thì nhắc máy gọi cho Tam nha 0917 215 512 đến địa chỉ là gần quỹ ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Di Tâm. Đến xem xe thực tế và chạy thử. Hợp lý thì chốt, ủng hộ Tâm nha. Tâm chân thành cảm ơn. Và muốn bán cho anh chị một con xe rất là tốt và vừa ý thì đến xem thực tế và chạy thử tại công ty ô tô Di Tâm nha anh chị. Tâm chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ha.